Chào mừng các bạn đến với khóa học tự động hóa từ cơ bản đến nâng cao do Ngọc Automation và Artis thực hiện. Thì nội dung bài hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó chính là cài đặt layout và tăng giảm thời gian cập nhật trong Tableau. Thì ý nghĩa của cái bài này là thứ nhất là cài đặt layout, tức là làm sao để các bạn bố trí một cái project nó hợp lý và project với các cái layout, các cái tầng, các lớp của cái đối tượng nó tương thích và là phù hợp với yêu cầu của một cái project. Và thứ hai đó chính là tăng giảm cái thời gian cập nhật trong tier. Tức là ở đây là ví dụ như các bạn muốn làm sao mà khi các bạn nhấn một cái nút thì cái thời gian của cái đèn sáng là nó ngay lập tức luôn, chứ không phải là chờ 2 giây như mặc định của cái project nữa. Thì đây chính là cái nội dung của cái bài này, Layout và Update Time. Thì nội dung của bài giảng thứ nhất là hướng dẫn cài đặt layout và thứ hai là tăng giảm thời gian cập nhật trong Tableau. Thì mời các bạn xem cái hướng dẫn của mình. Thì đây mình tạo sẵn một cái project rồi và mình bắt đầu mô phỏng thử để các bạn kiểm tra này. À, mình chưa mô phỏng thử mà đầu tiên là cài đặt layout. Thì các bạn ở mục layout ở bên phải cái màn hình, thì ở đây mình tạo sẵn rồi các cái nút nhấn, rồi các cái vòng tròn và các cái text field, tức là cái text name ấy, thì nó sẽ nằm trong layout, mặc định là layout 0. Đấy. Ví dụ như bây giờ các bạn phải quy hoạch lại là layout 0 là dành cho các cái hình nền thôi. Layout 1 là dành cho các cái text field. Thì các bạn bôi đen tất cả các cái text này và kéo xuống layout 1. Đấy, thì nó sẽ nằm trong layout 1. Tức là nó sẽ đè lên cái layout 0, tại layout 0 là nó nằm bên dưới. Ví dụ bây giờ mình rectangle, tức là cái hình màu xanh này này, mà mình muốn cho nó nằm trên chữ, thì mình chỉ cần kéo xuống layout 2, đấy là nó đè lên chữ rồi. Tại vì nó layout 2 là lớn hơn layout 1, layer chứ không phải layout. Đấy. Thì các bạn gọi là layout cũng được, thì đây là layers. Thì mình kéo lên layout 0, layers 0. Tức là các bạn phải re-chuột đến cái layer 0 thì nó mới nằm bên dưới được. Đấy, thì các bạn có thể đặt tên, đổi tên các cái đối tượng bằng cách là rename thôi. Ví dụ nút nhấn 1 là bật đèn này. Nút bật đèn. Nút nhấn 2, tức là nút start đèn. Và cái hình này tên là cái đèn. Nút nhấn 3 là nút start exit. Nút exit. Thì các bạn có thể dễ dàng đổi tên các cái đối tượng ở đây bằng cách nick vào đây. Ví dụ như theo mình cài đặt ấy, theo mình nghĩ ấy, thì các bạn nên chọn cái này này, cái graphics, tức là cái logo của Ngọc Automation ấy, các cái hình ảnh thì nó sẽ tùy mình. Thì chờ mình sẽ cho lên layer 1 thì nó sẽ hiện thị ở trên này. Và các cái nút nhấn thì nên nằm trên cái text, tức là nó sẽ layer cao hơn, nó sẽ thuộc layer cao hơn. Cho nên là mình sẽ cho là layer 2 là nút nhấn, layer 1 là text và các cái hình nền là layer 0. Thì như vậy là nó hay hơn, đúng không nhỉ? Text thì nó tương tự như ấy thôi. Và các bạn khi tạo thuộc tính thì có thể là tạo cái đối tượng thì có thể set thuộc tính ở đây bằng cách là chuột phải vào property và chọn miscellaneous và layer là chọn layer bao nhiêu. Thì tùy ở đây các bạn muốn chọn bao nhiêu. Thì mình chọn layer 2, tức là mặc định nó layer 2 tại vì mình kéo xuống trước nó rồi. Thì như vậy là các bạn đã có thể là bố trí được thành công, bố trí được một cái layer đúng chuẩn như các cái yêu cầu của bài toán. Ví dụ các bạn muốn vẽ một cái thuộc tính mà nó muốn đè lên cái đối tượng đằng trước thì chỉ cần kéo và thay thế cái layer ở đây thôi. Đấy. Thì như vậy nó sẽ dễ dàng thiết kế hơn.
Và ngoài ra thì còn có chức năng đó chính là touch ẩn và hiện các cái layer trong cùng một thuộc tính. Đấy, là như vậy thì các bạn sẽ dễ dàng thiết kế hơn trong WinRAR. Ví dụ layer 0 mình ẩn đi. Layer 0 thì nó mặc định là không cho ẩn rồi. Tại vì nó mình đang config ở layer 0. Và layer 2 thì nút nhấn sẽ ẩn đi. Đấy. Như vậy là chức năng của layer thì rất chi là hay. Và các bạn có thể ứng dụng để mà thiết kế được cho nó chuẩn hơn trong một cái project mà các bạn tự tạo ra. Và thứ hai mình muốn giới thiệu đó chính là cái thời gian cập nhật, làm sao để mà tăng giảm cái thời gian cập nhật trong tiệp hồ sơ. Thế đây mình sẽ so sánh cho bạn thấy, để so sánh các bạn thấy là cái thời gian cập nhật nó chậm như thế nào so với mặc định của hệ thống. Tức là bất cứ một project mới của WinRAR Professional ấy, thì là thời gian cập nhật của nó ban đầu rất chi là chậm. Đây mình chỉnh cho nó chuẩn, cho nó đẹp một tí. Thì mình nhấn nút on này, thì là tầm 2 giây thì đèn mới sáng lên. Nhấn off thì tầm 2 giây thì đèn mới tắt. Đấy, đây chính là cái thời gian cập nhật tương đối là chậm đúng không nhỉ? Đấy, đây là cái đèn nhá. Nếu mà các bạn mà thực hiện cái chuyển động, tức là các cái chuyển động nữa thì nó dịch rất chi là chậm. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để thay đổi cái thời gian cập nhật. Mình exit runtime. Các bạn vào đây, vào cái mục cycle. Cycle thì hệ thống ban đầu sẽ mặc định cho bạn là up các cái thời gian cập nhật của cái hệ thống. Đầu tiên là upper chain, tức là một khi cái bit thay đổi thì là cái thuộc tính nó sẽ thay đổi theo ngay lập tức, tức là không cần chờ nữa. Và 125 mili giây, tức là sau 125 mili giây thì nó cập nhật một lần, 250, 500 một giây và nhiều nhất là một ngày. À, cái này một ngày là hay này, các bạn thấy này. Ví dụ các bạn muốn xuất một cái báo cáo và cái bit này nó chỉ, các bạn nên cho nó cập nhật là một ngày cập nhật một lần và đó chính là báo cáo ngày, thì cái này cũng hay. Có thể dùng cái một đây này và các bạn có thể thay đổi cái thời gian cycle 1 là cập nhật bao nhiêu giây đấy, bao nhiêu có hour này, millisecond này, second này, minutes, hour, days, millisecond. Ví dụ mình muốn thay đổi thành 100 chẳng hạn. Đấy, 100 millisecond. Đây, 100 millisecond. Thì các bạn có thể thay thế hoặc là thêm. Và đây theo mình thì không cần. Mình chỉ cần dùng cái mặc định của hệ thống là rất chi là đủ rồi. Thì mình hay dùng nhất là open chain, tức là thay đổi theo cái tác động của bit, thay đổi của cái tag mà các bạn gắn vào. Thì đây chính là cái thời gian cập nhật nhé. Và muốn cho nó cập nhật nhanh, tức là cái màn hình giao diện cập nhật nhanh, thì các bạn phải vào đây. Cái vào cái screen mà các bạn muốn thay đổi. Screen này này. Đấy. Thì các bạn kích chuột phải vào đây và chọn cái Dynamization Overview. Đấy. Và các bạn thấy ở đây chưa? Screen này, Update Time, tức là cái screen này này. Và cycle là 2 giây là mặc định của hệ thống ấy. Thì bây giờ mình sẽ chuyển thành cycle là upper chain, hoặc là tùy các bạn muốn thay đổi cái thời gian cập nhật là bao nhiêu. Đấy. Thì ở đây mình chọn upper chain nhé, rồi save lại. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Và quay lại cái màn hình này để mà simulation lại. Đấy, các bạn thấy ở đây mình nhấn. Đấy, là đèn nó sáng luôn này. Đó, đèn tắt luôn, đèn sáng luôn. Rất chi là nhanh đúng không nhỉ? Nhanh. Thì đây chính là cái thuộc tính mà thay đổi cái thời gian cập nhật của cái đối tượng và của cái bit của cái tag. Đó chính là hai cái nội dung mà mình muốn giới thiệu trong cái bài 2, à bài 4, bài training tia Porsche cơ bản. Và hẹn gặp lại các bạn trong cái bài sau.